bốn nơi thiên liêng á quý cha hita ở đây một bài mô tả tóm tắt thích hợp và đáng được ghi nhớ sẽ được trình bày về bốn chỗ đất thiên á quý cha hita những chỗ đất thiên được tất cả chư phật thực hiện với cùng mục đích đồng bộ không thay đổi gọi là á quý cha hita có bốn chỗ đó là một khu vực của cây đại bồ đề vô địch bảo tọa nơi mà tất cả chư Phật đã chiến thắng ngũ ma, ngay nơi có nổi lên vô địch bảo tọa của tất cả chư Phật, không có sự thay đổi về địa điểm. Hai, Isipatana, Mikgatdaya, nơi mà Đức Phật Gautama của chúng ta thuyết giảng bài kinh Má Chất cá bài Pháp đầu tiên. Đây là nơi mà tất cả chư Phật cũng đã thuyết giảng bài kinh Má Chất cá bài kinh ấy không được thuyết ở bất cứ chỗ nào khác. Ba, điểm mà chư Phật thường đặt bàn chân phải của các ngài đầu tiên xuống đất khi các ngài trở về từ cõi tàu quá tiềm xá sau khi thuyết giảng ở bí trầm má nơi đó. Cổng thành sàn cách xá là vùng đất thiên liêng trong thời của Đức Phật Gautama. 4. Nơi đặt chiếc giường của chư Phật, nơi mà bốn chân tường dựa xuống không có sự thay đổi. Hương phòng của Đức Phật Gautama tại Trời Tố Quá Ná là chỗ đặt chiếc giường của Ngài. Về các tịnh xá của chư Phật chúng khác nhau về kích cỡ do bởi các hoàn cảnh của thời kỳ ấy để giải rõ. A. Buddha Quý Chỗ đất rộng một vô giá ná do trưởng giả của Sumita dân cúng. Trị giá của mảnh đất ấy được tính bằng những viên gạch bằng vàng được đặt sát nhau trên bề mặt của mảnh đất ấy. B. Buddha xí Khí Mảnh đất rộng ba gà vút tá do trưởng giả tá dân cúng trị giá được tính bằng những sông bằng vàng nằm sát nhau trên mảnh đất ấy. C. Bút đá quê Mảnh đất rộng nửa dù giá nát do trưởng giả sổ thiết giá dân cúng. Trị giá được tính bằng những cái răng bằng vàng, những cái răng của cái bừa chạm vào nhau trên khắp mặt đất. D. Đất vào các cuối sàn Mảnh đất rộng một gà vút tá do trưởng giả á chứ tá dân cúng trị giá được tính bằng những cục vàng có hình thù như chân voi nằm sát nhau khắp mặt đất. E. Đức Phật Cô Ná Mảnh đất rộng nửa gà vút tá do trưởng giả ú gái dân cúng, trị giá được tính bằng những viên gạch bằng vàng đặt sát nhau khắp mặt đất. Đức Phật Cát Mảnh đất rộng 20 Úi Sá Bá do trưởng giả Sư mảnh Gá Lá Dân Cúng, trị giá được tính bằng những con rùa vàng được đặt sát nhau trên mảnh đất. Đức Phật Gautama, mảnh đất rộng 8 bay do trưởng giả Sudatha Anathapindika dân cúng, trị giá được tính bằng những đồng tiền vàng đặt sát nhau trên mảnh đất ấy. Những đoạn trên được trích dẫn từ bộ Buddha Wamsa Atthakatha và bộ Quý Nát Giá Chút Lá Tùy kích thước trong khu viên của các tỉnh xá khác nhau theo thời kỳ, nhưng chỗ đất nơi hương phòng của Đức Phật không thay đổi. Chư thiên và Phạm Thiên hết lòng sùng kính chư Phật chánh đẳng chánh giác. Như đã trình bày ở trước, Tôn giả Sariputta đi đến Đức Phật, sau khi ngài đặt bàn chân phải xuống đất đầu tiên, đánh lễ Đức Phật và bạch với ngài rằng: Tất cả chư thiên và những người tục gia ở đây đều rất sùng kính Đức Thế Tôn, đến nỗi tất cả họ đều khởi ước nguyện quả Phật. Rồi Đức Phật đáp lại: Này con Sariputta, Đúng thật là tất cả chư thiên, phạm thiên và loài người đều ái kính chư Phật vì sự vĩ đại rực rỡ và đầy oai lực. Rồi Đức Phật đọc lên câu kệ sau đây để mở đầu cho một thời thuyết pháp. Này con tá tất cả chư Phật chánh đẳng chánh giác đều đã đạt đến mức tự tại trong các pháp hành nhập định bằng năm cách và các ngài vui thích trong các pháp nhập định này. Các ngài cũng thường trú trong quả định mà đề mục của nó là Niết Bàn thoát khỏi tất cả đau khổ. Ngay cả tiêu thiên và phạm thiên trong các cõi thiên giới đều nói lời tôn kính và tán dương chư Phật. Là những bậc luôn luôn có chánh niệm. Thật vĩ đại thay, nếu chúng ta đã có được cơ hội hy hữu này, chúng ta nguyện sẽ thành Phật chánh đẳng chánh giác. Theo chú giải Pháp Cú Kinh, 30 cô ti chư thiên, phạm thiên và nhân loại được giải thoát vào lúc kết thúc thời Pháp. Kết quả là 500 vị tỳ khưu đệ tử của tôn giả Sariputta chứng đắc đạo quả a la hán